Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Thi thể của ông Hassan Nasrallah, thủ lĩnh của Hezbollah, đã được tìm thấy trong đống đổ nát vào ngày 28 tháng 9 sau một cuộc không kích của Israel ở Beirut, Liban. Nhà chức trách Liban cho hay thi thể của ông Nasrallah được đưa khỏi hiện trường vụ nổ nguyên vẹn và cái chết của ông được cho là do chấn thương nặng. Tuy nhiên, truyền thông Israel lại cho biết thủ lĩnh Hezbollah đã ngạt thở trong bong ke, không có hệ thống thông gió và qua đời chậm trong đau đớn do hít phải khí độc. Có thông tin cho rằng những quả bom được dùng để phá hủy khu phức hợp ngầm mà ông Nasrallah ẩn nấp là bom phá bong ke do Mỹ sản xuất với mỗi quả nặng 900 kg. Điều này có thể làm gia tăng căng thẳng và đe dọa tới tài sản cũng như công dân Mỹ ở khu vực. Dù là người Hồi giáo dòng Shiite, ông được nhiều người Palestine tôn kính và được coi là một nhà lãnh đạo toàn Ả Rập đám tang của cố thủ lĩnh Hezbollah giống như nhiều bài phát biểu trên truyền hình của ông sẽ thu hút sự chú ý đáng kể trên khắp khu vực và có thể bị các lực lượng chống Israel lợi dụng như một điểm tập hợp. Nó cũng có thể châm ngòi cho những căng thẳng thế tục đang âm ỉ ở Liban, nơi người Shiite Sunni, Druze, Cơ đốc giáo và các giáo phái khác đang sinh sống. Thủ tướng Liban, ông Najib Mikati, cho biết lễ tang của cố thủ lĩnh Hezbollah sẽ được tổ chức như một ngày lễ quốc gia với 3 ngày để tang chính thức. Bắt đầu từ 30 tháng 9, bất chấp lo ngại về một cuộc tấn công trên bộ của Israel. Israel được cho là đã điều lực lượng đặc nhiệm vào Nam Liban trong một cuộc tấn công trên bộ có giới hạn. Cùng lúc, xe tăng của lực lượng phòng vệ Israel cũng gần biên giới Liban, cho thấy một cuộc tấn công lớn hơn có thể sắp xảy ra. Trước thông tin về sự qua đời của ông Nasrallah, các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới đã đưa ra các phản ứng khác nhau. Theo đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi vụ việc sát hại ông Nasrallah là một biện pháp công lý cho nhiều nạn nhân của ông ta, bao gồm hàng nghìn người Mỹ, người Israel và thường dân Liban. Ông Biden tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền của Israel trong việc tự vệ trước Hezbollah, Hamas, Houthi và bất kỳ nhóm nào khác mà nước này cho là khủng bố do Iran hỗ trợ. Bên cạnh đó, ông đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng tăng cường hơn nữa thế trận phòng thủ của lực lượng quân sự Mỹ trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lại liên án các cuộc tấn công gần đây của Israel vào Liban, ông Erdogan cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các cơ quan khác ngăn chặn Israel. Đồng quan điểm với Tổng thống thổ nhĩ kỳ, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ lo lắng về tình hình phức tạp diễn ra ở Liban trong những ngày qua khi Israel nhắm mục tiêu vào Hezbollah ở thủ đô Beirut. Bộ Ngoại giao và Châu Âu của Pháp thì cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang liên lạc với chính quyền Liban và các đối tác của Pháp trong khu vực để ngăn chặn tình trạng bất ổn và xung đột. Bộ Ngoại giao nga đưa ra tuyên bố trong đó lên án mạnh mẽ việc Israel tước đoạt mạng sống ông Nasrallah và kêu gọi Israel chấm dứt các hành động thù địch ở Liban. Mới đây, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã tiêu diệt quan chức cấp cao Hezbollah Nabin Kaok trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai bên. IDF cho biết vị quan chức này đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Liban. Theo thông tin từ phía Israel, ông Nabin Kaok giữ vai trò là chỉ huy đơn vị an ninh phòng vệ Hezbollah, đồng thời là thành viên cấp cao trong hội đồng điều hành của lực lượng này. Theo báo Times of Israel, ông Nabin Kaok được coi là người thân cận với giới lãnh đạo Hezbollah, trực tiếp tham gia vào việc triển khai các cuộc tấn công nhằm vào Israel, bao gồm những đợt không kích xuyên biên giới trong thời gian vừa qua. Ông Nabin Kaok gia nhập lực lượng Hezbollah vào những năm 1980 với vị trí phó lãnh đạo khu vực miền Nam Liban, sau đó trở thành người đứng đầu khu vực miền nam Liban Và cuối cùng là pháo lãnh đạo hội đồng điều hành Hezbollah Truyền thông Israel đưa tin Một máy bay chiến đấu đã tấn công Và tiêu diệt ông Nabil Kaok Tại vùng ngoại ô Dahie Của thủ đô Beirut Khu vực được biết đến là thành trì của Hezbollah Theo hãng tin Reuters Hezbollah chưa lên tiếng xác nhận cái chết Của quan chức cấp cao Nabil Kaok Tuy nhiên những người ủng hộ ông Đã bắt đầu đăng tải thông điệp tiếc thương Từ ngày 28 tháng 9 Cuộc xung đột tại Gaza đã gây ra cuộc xung đột tồi tệ nhất giữa Hezbollah và Israel kể từ năm 2006, sau khi tổ chức này bắt đầu bắn hàng loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái vào miền Bắc Israel. Các cuộc trả đũa của Israel sau các cuộc tấn công của Hezbollah đã khiến nhóm này mất đi hàng trăm tay súng, bao gồm cả các chỉ huy hàng đầu. Sau loạt các hành động gia tăng căng thẳng của Israel chống lại Hezbollah trong tháng này, bao gồm cả các vụ ám sát có chủ đích cùng với loạt vụ nổ hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm, các quy tắc cơ bản từ lâu chi phối sự cân bằng gian đe giữa hai bên đã bị phá vỡ. Trong phần lớn những tháng đầu của cuộc xung đột với Hezbollah nổ ra từ ngày 8 tháng 10 năm 2023, một ngày sau cuộc tấn công của Hamas từ Gaza, nhiều nhà phân tích cho rằng Israel sẽ không ám sát các thành viên cấp cao nhất của phong trào này. Nhưng những tháng gần đây, những lần danh đỏ đó đang dần bị xóa nhòa. Khi phạm vi địa lý của các cuộc tấn công ở cả hai bên đã tiến sâu hơn vào cả Liban và Israel, các hoạt động của Tel Aviv cũng nhắm vào ngày càng nhiều chỉ huy cấp cao của Hezbollah, ngoài những người trực tiếp tham gia vào việc phát động các cuộc tấn công trên bộ ở phía nam Liban. Từ đầu năm tới nay, các nhà ngoại giao và nhà phân tích trong khu vực cho rằng mục đích của những tác động qua lại đầy thận trọng giữa Israel và Hezbollah, thường thông qua đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein và những người trung gian cho nhóm này, chính là đảm bảo những nhân vật cấp cao nhất của phong trào này sẽ không bị nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, về phía Israel trong hai tuần qua đã có bằng chứng cho thấy một số vụ tấn công đã được lên kế hoạch trong những động thái gia tăng đáng kể. Quân đội Israel trong tuần qua liên tục tập kích Liban, khiến hơn 700 người chết. Để trả đũa, Hezbollah bắn hàng trăm rocket vào những mục tiêu ở miền Bắc Israel và phóng tên lửa đạn đạo vào Tel Aviv. Loạt động thái làm dấy lên lo ngại xảy ra giao tranh toàn diện giữa Hezbollah và Israel, nhưng cho đến nay, quân đội Liban, LAF chưa có động thái nào đáng chú ý. Ông Khalil Helou, giáo sư địa chính trị Đại học Saint Joseph, thủ đô Beirut, Liban cho biết LAF tuân theo mệnh lệnh từ chính phủ nhưng cấp này đã có sự bất đồng suốt thời gian dài. Quốc hội Liban gồm đại diện từ các cộng đồng tôn giáo có quan điểm khác nhau, sự bất đồng khiến họ vẫn chưa thể chọn được người kế nhiệm tổng thống Michel Aoun đã kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10 năm 2022, ảnh hưởng đến việc ra quyết sách của chính phủ. Ông Helou bổ sung, quân đội được tự quyết, bất kể tổng tư lệnh giờ là ai, họ phải tự ra quyết định mà họ cảm thấy phù hợp. Thực tế, các lữ đoàn LAF được điều động đến miền Nam với nhiệm vụ tham gia phái đoàn gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, UNIFIL, tại khu vực, không phải lực lượng chiến đấu. Họ không sở hữu năng lực phòng không để bắn hạ được tên lửa Israel. Hezbollah về danh nghĩa là lực lượng chính trị hợp hiến, hợp pháp của cộng đồng người Hồi giáo dòng CIA ở Liban. Họ hoạt động tách biệt khỏi cơ cấu quân đội Liban và được coi là lực lượng ủy nhiệm của Iran để chống Israel. Israel và Hezbollah thường xuyên tổ chức các cuộc tấn công xuyên biên giới kể từ khi xung đột tại giải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Hezbollah tấn công Israel để thể hiện sự ủng hộ với Hamas và Tel Aviv đã liên tục đáp trả. Israel từng tập kích vào tiền đồn ở Anabi, Oueda, miền nam Liban vào tháng 12 năm ngoái. Hậu quả khiến 4 binh sĩ LAF thương vong, nhưng quân đội Liban không có bất cứ đáp trả mà chỉ mô tả đây là sự cố. Còn phía Israel sau đó bày tỏ sự đáng tiếc và mở cuộc điều tra sự việc, nói rằng họ không chủ đích thực hiện vụ tấn công nhằm vào LAF. Các nhà phân tích nhận định điều này cho thấy LAF không trực tiếp tham gia xung đột, phần nào đảm bảo an toàn cho khoảng 4.000 binh sĩ ở nơi đây. Dù xung đột Hezbollah Israel leo thang gần đây, nhưng LAF vẫn tiếp tục đứng ngoài cuộc cũng bởi họ tuân thủ nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc. Nghị quyết 1701 giúp chấm dứt xung đột Israel Hezbollah năm 2006. Khi đó Hezbollah đột kích xuyên biên giới, khiến ba binh sĩ Israel thiệt mạng và bắt cóc hai con tin. Israel ngay sau đó mở chiến dịch đáp trả mạnh mẽ vào miền Nam Liban. Giao tranh giữa đôi bên kết thúc sau 33 ngày và đã khiến khoảng 1.200 người ở Liban và 160 người Israel thiệt mạng. Nghị quyết này thiết lập nền UNIFIL kêu gọi chính phủ Liban và UNIFIL cùng triển khai lực lượng ở miền Nam Liban, giải giáp các nhóm vũ trang tại khu vực. Hezbollah cũng phải rút khỏi miền Nam Liban và cho tới nay, lực lượng này chưa thực hiện cam kết. Sở dĩ LAF không thể hiện quan điểm ủng hộ Hezbollah còn do có thể khiến các bên hỗ trợ tài chính ở phương Tây, Ả Rập Xê Út và vùng Vịnh mất lòng. Mỹ từ năm 2006 đã cung cấp hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ viện trợ nước ngoài cho Liban trong đó hơn 3 tỷ đô la Mỹ để tăng cường sức mạnh cho LAF đối phó sự ảnh hưởng của Hezbollah. Nếu như Israel mở chiến dịch lớn vào Liban sẽ khiến LAF rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan hoặc đối đầu với Israel hoặc giải giáp Hezbollah bằng vũ lực. Lưu ý rằng với cả hai trường hợp trên đều phải thực hiện theo cách tuân thủ nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua khẳng định phải tránh xung đột trên toàn khu vực Trung Đông. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các đợt không kích mới nhất của Israel đã khiến gần 60 người thiệt mạng ở Liban. Bên cạnh những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại giải Gaza và xa hơn nữa là Yemen. Trả lời câu hỏi của các phóng viên về yêu cầu cần tránh một cuộc xung đột khu vực, Tổng thống Biden bày tỏ, phải tránh, thực sự phải tránh. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết, ông sẽ điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, song không nêu rõ thời gian cụ thể. Trong khi quân đội Israel IDF xác nhận đã tiến hành những đợt không kích mới nhằm vào các kho vũ khí và cơ sở hạ tầng của phong trào Hezbollah ở Liban. IDF nhấn mạnh, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở Liban, bao gồm các bệ phóng, gồm tên lửa và rocket hướng về lãnh thổ Israel, các kho vũ khí và các cơ sở hạ tầng. Một tuyên bố khác sau đó cho biết, IDF đã tấn công khoảng 120 mục tiêu của Hezbollah tại khu vực Kafra ở miền nam Liban bao gồm cơ sở hạ tầng và trụ sở quan trọng được các đơn vị khác nhau của Hezbollah sử dụng. Về phần mình, Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa vào hai địa điểm ở miền Bắc Israel để đáp trả những cuộc tấn công của Tel Aviv vào các thành phố, làng mạc và dân thường Liban. Trong khi đó, kênh truyền hình al Masira TV của Houthi đưa tin ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương khi quân đội Israel tấn công các mục tiêu của phong trào này ở thành phố cảng Hodeida trong ngày 29 tháng 9. Đợt không kích được thực hiện một ngày sau khi Houthi tuyên bố tấn công sân bay Ben Gurion của Israel bằng tên lửa. Trước đó cùng ngày, quân đội Israel ra tuyên bố dẫn lời người phát ngôn IDF David Abraham nêu rõ trong chiến dịch không kích quy mô lớn hôm 29 tháng 9, hàng chục máy bay của không quân, bao gồm những chiếc tiêm kích, máy bay tiếp nhiên liệu và trinh sát cơ, đã tấn công các mục tiêu được sử dụng cho mục đích quân sự của Houthi ở các khu vực Ras Issa và Hodeida thuộc Yemen. IDF đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và một cảng biển dùng để nhập khẩu dầu. Trong một động thái khác có liên quan, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo Ngoại trưởng nước này, ông Ginoel Barot đã đến thủ đô Beirut. Ông Barot là nhà ngoại giao cấp cao nước ngoài đầu tiên đến thăm Liban kể từ khi quốc gia Trung Đông phải hứng chịu những đợt không kích khốc liệt của Israel trong suốt tuần qua. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp Barot, người trước đó đã kêu gọi Israel dừng ngay lập tức những cuộc không kích diễn ra sau khi bộ ngoại giao Pháp thông báo về trường hợp công dân thứ hai của nước này thiệt mạng ở Liban. Mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa rõ ràng. Nhà lãnh đạo Israel đã nhìn thấy cơ hội mở ra sự tái cấu trúc quyền lực ở Trung Đông và ông có lẽ cho rằng Hezbollah đã bị một vết thương chí mạng. Tuy nhiên, chiến thắng hoàn toàn là điều khó có thể nói trước và những người đạt được điều họ muốn thường sẽ hối hận sau đó. Kể từ ngày 17 tháng 9, Israel đã giáng một đòn chí mạng cho Hezbollah sau những diễn biến dồn dập khác ở Liban. Đầu tiên là vụ nổ máy nhắn tin và máy bộ đàm, sau đó là một cuộc không kích lớn vào phía nam Beirut khiến chỉ huy cấp cao Ibrahim Akin thiệt mạng cùng hàng chục dân thường, rồi sau đó 3 ngày là sự khởi đầu của một chiến dịch ném bom khốc liệt. Tối 27 tháng 9, khi thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah bị sát hại trong một vụ đánh bom san phẳng nhiều tòa nhà, thì ban lãnh đạo cấp cao của Hezbollah gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, lịch sử gần đây chỉ mang lại những bài học cay đắng cho các nhà lãnh đạo Israel và những người ấp ủ tham vọng lớn lao về những thay đổi mang tính kiến tạo ở Liban nói riêng và Trung Đông nói chung. Vào tháng 6 năm 1982, Israel tấn công Liban với mục tiêu đè bẹp tổ chức giải phóng Palestine PLO. Ngoài ra, họ hy vọng sẽ thành lập một chính phủ do người theo đạo thiên chúa lãnh đạo ở Beirut và đẩy các lực lượng của Syria ra khỏi đất nước này. Israel đã thất bại ở cả ba mục tiêu – đúng là các nhóm vũ trang Palestine ở Liban đã phải rời khỏi đất nước theo một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian khiến họ phải lưu vong ở Tunisia, Yemen và những nơi khác. Tuy nhiên, mục tiêu dập tắt nguyện vọng dân tộc của Palestine cùng với PLO đã thất bại. 5 năm sau, cuộc nổi dậy Intifada đầu tiên của Palestine đã nổ ra ở Gaza và lan sang Bờ Tây. Hiện nay, người Palestine vẫn kiên định với lập trường của mình trong việc phản đối sự chiếm đóng của Israel. Hezbollah tiếp tục chiến đấu với Israel cho đến khi giao tranh rơi vào bế tắc trong cuộc chiến năm 2006 và kể từ những năm sau đó, lực lượng này chỉ ngày càng mạnh lên với sự giúp đỡ đáng kể của Iran. Hiện nay, Hezbollah đã bị tê liệt và hỗn loạn, rõ ràng là đã bị tình báo Israel xâm nhập, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về sự sụp đổ của họ. Ngoài Liban và Israel, còn có ví dụ về chiến dịch của Mỹ tại Iraq năm 2003, cho thấy bài học về cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo không kiềm chế. Khi quân đội Iraq sụp đổ và quân đội Mỹ đến Baghdad, chính quyền tổng thống George Bush đã nuôi dưỡng những ảo tưởng rằng sự sụp đổ của chính quyền Saddam Hussein sẽ dẫn đến sự lật đổ các chế độ ở Tehran và Damascus, đồng thời thổi bùng sự nở rộ của các nền dân chủ tự do trên khắp Trung Đông. Tuy nhiên thay vào đó, việc Mỹ chiếm đóng Iraq đã trở thành một cuộc giao tranh giữa các giáo phái, trong đó Washington phải trả giá đắt bằng máu và tiền bạc. Khi khói bốc lên từ các vùng ngoại ô ở phía nam bị tàn phá của Beirut, người ta chợt nhớ lại lời của cựu ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice trong cuộc chiến Lebanon năm 2006 rằng tất cả cảnh tàn phá mà chúng ta chứng kiến khi đó là cơn đau của một trung đông mới. Tuy nhiên, câu chuyện của Lebanon đã cho thấy cần cẩn thận với những lời hứa hẹn về một bình minh mới, sự ra đời của một trung đông mới hay một sự cân bằng quyền lực mới trong khu vực. Lebanon là một mô hình thu nhỏ của tất cả những điều có thể đi sai hướng đây là vùng đất của những hậu quả không mong muốn